À, sau một hồi đốn củi đi, mình đã lấy được rồi, giờ được buộc lên xe rồi về nhà thôi. Lâu không lên rừng mệt quá. Nhìn ra mua thuốc. Bây giờ lại lên xe là buộc lên là về thôi. Mình mà đi lấy củi nhưng thực ra không phải lấy củi đâu, mà cái này là lấy về làm cán cuốc cán sẻng. Có lẽ bằng này cũng đủ thẳng để làm rồi. Ông bà quê bảo là con ấy đi vào trong đấy thì lấy về cho bố mẹ một hai cây để làm cán cuốc cán sẻng. Đó, tuần này về là có quà cho ông bà. Đấy, như cần vót đi nữa nè. Sau đó là đêm vào cuốc sẻ như này. Nếu buộc dây cao su này thì có nhiều người không biết buộc đấy nhỉ. Cứ đơn giản quấn vào là được. Quấn vào chắc vào là được. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà đi đường dài mà 100 cây số được buộc không cẩn thận là không thể đi được ấy. Tạm thời đó rồi. À, phải có dao nữa. Rơi dọc đường. Bây giờ trời mùa đông thì tối nhanh lắm. Người ta bảo là ngày tháng 10 chưa cười đạt tối. Đúng thật. Hôm nay vừa có ngủ trưa dậy một lúc làm tí việc vặt mà nó tối rồi, lấy được 2 cây được không? Rồi. Ngắm cảnh chiều hôm một chút nữa nào. Hôm nay không còn nắng nhưng mà trời này là tối rồi. Không biết mà các bạn có nghe thấy tiếng chung, tiếng kiến trùng kêu nhỉ? Píp píp píp. Rồi, cái đường của đồng bào đây này. Đây là đoạn đường đi đi sang phía tỉnh Bắc Cạn. Huyện Bắc Nẵm này. Đường khó rồi. Đây, xem là họ với Bắc Cạn rồi đây. Đây cái đường này vừa mới múc năm ngoái năm kia. Không rải nhựa. Rải cấp phối không, đất mưa đất chảy hết bây giờ là lôi đá lên hết nhìn ghê. Đấy, chiều muộn rồi. Xem đồng bào người ta đi nương rẫy về kìa. Để học sinh ấy. Đi làm về em. Vâng. Đấy rồi. Vì nó đi xe rất là ghê gớm. Thậm chí lên cái kẹp ba nữa. Cảnh đồi núi hoang vắng và thanh bình
Thôi, tối rồi, về thôi. Bye bye.